Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo với các đồng chí, bản của mình ấy, trời đã tạnh mưa rồi. Đấy, thế nên là mới làm được video. Lại tiếp tục phá một chiếc đài Sony Commodian CFS715S. Phá chiếc này là chiếc thứ 6. Phá chiếc thứ 6 mà vẫn chưa kiếm được cái mặt đài Sony 715 mà còn nguyên cả chân ốc. Cái này chân ốc cũng đã bị nứt. Chân ốc cũng đã bị nứt. Đấy. Chân đây nó phải như cái chân này mới là chân còn ngon này, còn chân bên đây bị nứt rồi này. Đây, nứt này. Đây thì còn này. Chân ốc lắp vỏ máy này cũng bị nứt này. 6 cái rồi, phá ra cái này là cái thứ 6 để phục vụ người thượng đế ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Thế nhưng mà chắc là thôi, ở tại thời điểm này thì chắc là không phục vụ được cái mặt đài này rồi nhá. Cái vỏ đằng sau này này thì không bị gãy, cái vỏ đằng sau này thì rất chi là nhiều. Thế nhưng mà cái mặt đằng trước này, cái mặt đằng trước thì rất chi là đẹp, đánh rửa lên rất chi là đẹp. Đây mình vừa mới tháo cửa băng ra để lấy cái nút vớt để bán cho người anh em ở Bắc Giang. Chịu 6 chiếc rồi, không có chiếc nào mà còn nguyên cả chân ốc cả. Thế nên là chỉ có bây giờ là chỉ có gọi là mai gửi cái bộ cơ rồi mấy cái thứ lằng nhằng nữa thôi, chứ còn cái bộ vỏ thì chịu rồi. Bây giờ thì vẫn còn 2 chiếc nữa, vẫn còn 2 chiếc nữa. Nên chả có nghĩa lại tháo nốt ra thì nó bừa hết ra. Đấy, chứ không phải là không còn. Vẫn còn 2 chiếc 715 nữa. Thế mà có khi tháo ra nó cũng lại gãy chân ốc. Thế nên thôi không tháo nữa. Đấy. Thì phá chiếc đài này ra thì đương nhiên rồi, cái bộ phên vỉ này thì đã chuyển trạng thái sang phan đình đáp, vì bộ phên vỉ này sửa nhiều rồi. Đây. Đấy, bộ phên vỉ này. Đây, khuếch đại đầu từ này. Những cái chiếc đài mà bộ phên vỉ như thế này thì với người khác mình không biết, với mình thì mình chỉ có phan đình đáp thôi nhá, phan đình đáp này. Vì đài của mình thì số lượng là không có giới hạn, thì mình chỉ tuyển lựa những cái đài nào phên vỉ nó còn đẹp thì mình sẽ làm cho nó rên rỉ lên, còn những cái phên vỉ mà cái kiểu nó như thế này thì không làm nhá. Thì có phan đình đáp này. Đấy, thì đương nhiên rồi, ở trong này thì có một số món linh kiện lấy được, ví dụ như tụ xoay này. Đấy, IC công suất này. Đấy, IC công suất thì nó dùng con LA4620. Thì IC công suất này là có rất nhiều đài Sony dùng cái con này. Đấy. Hoặc là con IC về radio này. Đấy. Thì có đồng chí nào mà mua những cái thằng nhằng, ví dụ như IC này, thạch anh dao động này, tụ xoay này, IC công suất này, công tắc này, nó hay chiết áp, thì cứ liên hệ với mình nhá. Số lượng là không có giới hạn. Ở đây mình tháo cái chiếc đài Sony này đời phễu bé, đời loa phễu bé. Đây. Phễu bé. Loa còn đang nói tốt, thùng không có bị vỡ chỗ nào cả. Thùng không có bị vỡ chỗ nào cả. Nếu để như thế này về tự sơn lưới, tự vệ sinh thì mình bán 350.000 đồng. Còn để mình sơn lưới lên, để mình sơn lưới lên, mình vệ sinh sạch đẹp thì mình bán 400.000 đồng một đôi loa như này. Tức là 200.000 đồng một chiếc khi mà đã vệ sinh. Còn nếu để như này là bán 350.000 đồng nhá. 350.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Thùng còn rất chi là đẹp. Đây. Đấy. Cũng không được đẹp lắm. Đây. Vớ vẩn này là còn gãy ngoàm, đây là còn thiết kế dây đồng vào đây này. Đấy. Thế mà về cơ bản là cái loa của nó còn tốt. Loa của nó còn zin thật. Thế là nghe tiếng của nó sướng lắm nha. Thế cái đôi loa Sony 715 mà phễu lớn thì mình vẫn bán 600.000 đồng. Còn cái này phễu bé thì bán 350.000 đồng. Cửa băng thì bảo số lượng không có giới hạn thì cũng không phải. Thế tại vì cái cửa băng này nó rất hay bị gãy cái đỡ băng này, cái đỡ băng này. Đấy, nhưng mà cái cửa băng này thì còn, cái cửa băng này thì còn. Nha. Cái cửa băng này thì còn. Cái cửa băng này bán 2 chiếc chứ không bán 1 chiếc, tức là bán cả bộ 150.000 đồng. Nha. Bán cả bộ. Đấy, cả bộ, cả chân, cả cái mặt này 150.000 đồng không bán lẻ. Sang cái bộ cơ. Đây là bộ cơ có vớt, bộ cơ có vớt là bộ cơ cửa B. Cửa B là Sony 715. Thì cái bộ cơ này lát nữa mình sẽ test thêm một bộ cơ để mình gửi cho người anh em ở Bắc Giang.
Bộ cơ sau khi mà đã thay bánh tì dây Kuroa đã cân chỉnh ngon lành nhá, tua đi tua lại các kiểu con đà điểu Play, tiếng nghe hay, đầu từ ngon, thì mình bán 500.000 đồng bộ cơ như thế này. 500.000 đồng. Đấy. Còn bây giờ thì nó đang không chạy, sau khi vệ sinh sạch đẹp lên rồi thay dây Kuroa bánh tì cân chỉnh này nọ cái lọ cái chai thì bán 500.000 đồng. 500 thì nếu bóc tách ra thì nguyên bộ cái motor này vẫn bán 100.000 đồng nhá. Đấy, xong rồi lại còn dây Kuroa bánh tì này nọ cái lọ cái chai nữa. Thế còn cái bộ cơ này thì không bán vì bộ cơ này chất lượng của nó không được cao. Bộ cơ này là bộ cơ cửa A. Bộ cơ cửa A đài Sony 715. Thì bộ cơ cửa A đài Sony 715 thì 1.000 chiếc thì có đến 999 chiếc là chạy vòng trung gian là cao su. Mà mình thì đấy, mình không mua được vòng cao su của Nhật với của Mỹ. Thế nên là cái bộ cơ này không bán. Bộ cơ này chỉ có để lấy mấy cái vớ vẩn thì phan đình đáp này nha. Đấy, bộ cơ này không bán vì bán nó chạy nó cũng không được khỏe. Nên mình không bán, mình bán nó mất tình cảm. Đấy, thi thoảng thì có vớ được những cái bộ cơ chạy bánh răng thì bán thôi nha. Đấy, chứ bộ cơ chạy vòng đệm cao su không bán. Thôi đây ngắn gọn thì có thế thôi. Còn núm nút thì đương nhiên rồi, núm nút thì số lượng là rất chi là nhiều nha. Đấy, núm này là núm lai này. Đấy, để vừa mới soạn ra để chuẩn bị gửi cho người anh em ở Bắc Giang này này. Đấy, cái núm volume này, núm đài volume, núm đài Sony 715, núm volume này bán 50.000 đồng một cái. Núm còn zin. Đấy, anten zin như thế này bán 50.000 đồng một cái. Cái này, nút hai mũi tên. Nút hai mũi tên là cái nút vớt đấy nhá. Đấy, còn zin đẹp như thế này bán 50.000 đồng cái nút này. Đấy. Thôi thế ngắn gọn như vậy, giờ xin phép dừng clip ở đây để làm sang việc khác. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.